Hoan nghênh ngài lại đến. Cảm ơn. Cảm ơn. Nhưng có một vấn đề tôi muốn hỏi anh. Tôi nghe nói hai ngày trước khách sạn của các người có vấn đề về mùi hương, có khách đã bị ngất. Xin hãy giải thích một chút. Ông Thành Đức, chuyện này thật ra chỉ là hiểu lầm. Khách hàng bị ngất không phải do mùi hương gây ra. Mùi hương của chúng tôi không gây hại gì, ngược lại có công hiệu định thần và tịnh tâm. Với lại, mùi hương của chúng tôi đã qua kiểm định của các cơ cấu chuyên nghiệp. Đây là báo cáo kiểm định. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngài, mời xem qua. Tôi đã từng nói khách sạn chính thái đáng được tin cậy. Nếu đã như vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Mời. Mùi hương này rất thơm. Tôi rất vui. Vô cùng đặc biệt, vô cùng tươi mới tự nhiên. Vô cùng thích hợp với khách sạn. Đúng là cậu không có nói quá lời. Đây là một phương pháp kiểm chứng đáng tin cậy. Nếu như hội nghị của các ông xác định là sẽ tổ chức ở khách sạn chính thái chúng tôi cũng sẽ làm nhiều văn bản khác nhau dựa trên chủ đề về tự nhiên lần này. Ví dụ, những mùi hương không giống nhau. Có mùi hương có hình dạng. Nhìn thấy được mùi hương có nghĩa là sao? Cái này không thể tiết lộ được. Tôi phải để ông giữ lại một chút cảm giác chờ đợi. Rất hy vọng có thể hợp tác với ngài. Tôi rất chờ đợi được hợp tác cùng với cậu. Còn nữa, bộ phận ẩm thực của khách sạn chúng tôi đã chuẩn bị xét món ăn có hương hoa cho đoàn khảo sát của quý vị. Được, Ngô Hoa. Ông Thành Đức, mời. Các vị, chúng ta cùng dùng bữa thôi. Được. Hai phai. Sang Sang, Thanh Linh, sao đột nhiên lại đến tìm mình vậy? Người bận rộn. Không phải lần trước mình đã nói với cậu là có quà cảm ơn sao? Cái này là mình đặc biệt điều chế cho cậu đó. Ngửi thử xem có thích không? Sao vậy? Rất kỳ lạ. Quá tuyệt vời luôn. Thật hả? Thanh Linh, mình tưởng cậu chỉ nói với mình thôi chứ. Không ngờ là ở mặt này cậu cũng có khiếu ghê ha. Cậu thích thật à? Vậy thì tốt. Được rồi, tặng cậu thì mình yên tâm rồi. Đi đây, cảm ơn, tạm biệt. Ông Thành Đức, hợp tác vui vẻ. Trong tay của các vị chính là thành tích tiêu thụ tháng trước của Thiên Lãng. Không chỉ vượt qua dự định như trước 10%, còn khiến chính thái vang danh trong cả nước, thậm chí là ngoại quốc. Không biết các vị đồng sự đối với năng lực của Thiên Lãng còn có nghi ngờ gì không? Nếu như đã không có thì tôi tuyên bố Đoàn Thiên Lãng chính thức đảm nhận chức vụ tổng giám đốc khách sạn chính thái lập tức có hiệu quả. Đoàn Tuyết Tinh tổng giám đốc. Có cần em giúp gì không? Vào đây gấp vậy à? Em biết tình cảm của chị đối với khách sạn chính thái. Đợi thời cơ đến, em sẽ trả nó lại cho chị. Khách sạn cũng không phải cô em. Đó cũng đúng. Để em giúp chị. Không cần đâu. Em nhanh đi chuẩn bị công việc đi. Chiếc ghế này không dễ ngồi đâu. Cảm ơn lời nhắc nhở của chị.
Trưa nay cùng nhau ăn cơm. Nói sao đi, chị đi trước đi. Mình nhất định sẽ quay lại. Tổng giám đốc, anh xem, trợ lý tổng giám đốc, ngay cả tôi có thể hưởng cùng đấy. Nói thật ra, nhiệm vụ tiêu thụ của chúng ta có thể hoàn thành sớm như vậy, mùi hương này, công suất đó không thể bỏ qua được. Mùi hương hoa tuy là tốt, nhưng mùi hương của hoa tươi rất dễ bị át bởi khí bên ngoài. Phải tìm cách khác để giải quyết vấn đề này. Đúng rồi, lần trước nhờ anh đem khăn tay đi xét nghiệm, báo cáo kiểm nghiệm đã có chưa? Đã có rồi, đem đến văn phòng của tôi đi. Được. Chào tổng giám đốc. Hình tượng của cô chính là hình tượng của khách sạn. Một cọng tóc có thể hủy hoại cô và cả khách sạn kinh doanh nhiều năm, hình tượng dựng nên bấy lâu nay. Nếu bị hủy đi, cô chịu trách nhiệm được không? Xin lỗi tổng giám đốc. Đây. Sao lại hẹn tôi ra đây? Cậu cũng biết tình hình hiện tại của tôi đấy. Tôi phải ngồi đây tìm cơ hội để gặp Đoàn Thiên Lãng. Bây giờ bên tôi một chút tiến triển cũng không. Cậu nhất định phải giúp tôi nghĩ cách. Nếu không tôi thật sự sẽ thất nghiệp đấy. Chuyện này thật sự tôi giúp cậu không được rồi. Ngồi đi. Đoàn Thiên Lãng đến rồi. Tổng giám đốc, xin hỏi anh muốn uống gì? Một ly cà phê. Cà phê không thêm đường, cảm ơn. Sao lại ngồi xuống? Qua đó đi, làm việc người ta hẹn hò, còn ngốc à? Đoàn Thiên Lãng đổi bạn gái rồi à? Cô gái đó không phải là Cúc Sang Sang sao? Cúc Sang Sang, con gái của Cúc Ký Bình tập đoàn Sơn Thành, chính là cô ta. Em rất thích cà phê chủ này. Đoàn Thiên Lãng anh chẳng qua cũng chỉ như vậy. Đúng là cặp đôi tương xứng mà. Như vậy mới gọi là công bằng. Thì ra cô cũng là một cô gái đáng thương. Cô gái nào? Cô đang nói ai vậy? Tôi đi nhà vệ sinh xong rồi sẽ về nói với cậu. Mùi nước hoa trên người của cô rất thơm. Là nước hoa gì vậy? Anh rất thích mùi hương trên người em à? Tôi chỉ cảm thấy hình như mình đã ngửi thấy mùi hương nước hoa này rồi. Là khăn tay của Thanh Linh. Nước hoa trên người cô với mùi trên chiếc khăn tay của Thanh Linh đều rất giống nhau. Khăn tay. Vậy nước hoa này cũng là do em đem từ Italy về, vậy nên mùi hương cũng có chút giống nhau. Hãng gì vậy? Đây là nước hoa thủ công em mua được khi đi dạo trên phố, không có tên hãng. Vậy cô có đem không? Có thể cho tôi xem được không? Được. Đúng lúc hôm nay em không đem theo. Hay là hôm khác em đem cho anh xem. Được. Em đi nhà vệ sinh trước. Nước hoa của Cúc Sang Sang dùng chắc chắn là hàng tốt, còn khá mới nữa. Sau này có thể làm quà tặng cho con gái. Lần trước Thiên Lãng từ nước hoa của cậu mình nhập viện, người nhà họ cho rằng chuyện này không đơn giản, phải điều tra nước hoa của cậu đấy.
Sang Sang, cậu biết đó, nguyên liệu trong nước hoa của mình đều là tự nhiên mà. Không phải cậu nói là cũng thích à? Đúng vậy đó, nước hoa của cậu rất tốt, là tự nhiên. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ai cũng có thể dùng. Gia đình của Thiên Lãng nghi ngờ nước hoa của cậu có vấn đề, còn nói là hàng lậu, không có nguồn gốc nên bây giờ phải điều tra. Mình sợ cậu phải lên tòa. Lên tòa? Đúng đó, Thanh Linh à, cậu nhất định phải nghe mình. Cậu không nên đi quấy rối Thiên Lãng nữa. Nếu như Thiên Lãng có hỏi đến, cậu cũng không được nói chuyện nước hoa. Nếu để gia đình anh ấy biết được thì cậu sẽ phiền phức đó. Đến lúc đó mình muốn giúp cậu cũng không giúp được nữa. Mình biết rồi. Cái tên Thiên Lãng này thật không dễ dàng gì mà có chút ấn tượng tốt về hắn. Giờ thì hết rồi. Sang Sang, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã nói với mình chuyện này. Thật không dám tin, đã lâu như vậy rồi mà mùi hương trên chiếc khăn tay này vẫn còn. Thư ký Ngô, cầm lấy ngửi thử xem. Thế nào? Cả hai mùi hương đều rất đặc biệt, nhưng tôi thích mùi hương trên chiếc khăn tay hơn. Mùi hương giữ được lâu, không bị át đi bởi mùi hương khác. Nói thật thì tôi cũng khá thích mùi hương của khăn tay này. Tổng giám đốc, anh đi đâu vậy? Đi tìm Bí Quyết. Bí Quyết? Đi tìm cô Thanh Linh phải không? Trồng hoa thì ít ra cũng hiểu biết về nước hoa. Chúng ta đi tìm ở vườn hoa, chắc chắn sẽ gặp cô ấy. Đây, anh đừng qua đây. Trốn cái gì? Tôi nói cho anh biết, dù muốn nợ tôi thiếu quan, đã trả cho anh xong rồi. Chúng ta không còn liên quan gì nữa, cô chạy cái gì? Tôi tìm cô có việc mà, cô nghe tôi nói đi. Đứng lại, anh đừng đuổi theo tôi nữa. Cơ thể anh mà có vấn đề gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Cô chạy cái gì tôi cho cô biết. Tôi tìm cô thật sự có việc, anh đừng qua đây. Anh đừng qua đây. Cô qua đây cho tôi, cô bị thần kinh à? Anh đừng có qua đây. Chạy cái gì mà chạy không biết. Tôi đến đây không phải là về chuyện của khách sạn sao? Tôi đâu cần theo cô. Dọa mình chết rồi. Có chuyện à? May là Đoàn Thiên Lãng không có ở đây. Alo, xin chào, là anh Ngô đúng không? Khoa anh cần đã tới rồi, tôi đang ở ngoài đại sảnh đây. Đúng vậy, tôi đang ở cửa đại sảnh. Tôi đang ở sau lưng cô. Sao lại ở đây? Phản ứng gì đây? Như gặp ma vậy. Dạ, tôi giật mình. Là tôi bảo thư ký đặt hoa, không được sao? Cô chạy cũng nhanh thật đấy. Sao vậy? Làm chuyện mờ ám à? Rồi không dám gặp tôi. Ai lại làm chuyện mờ ám? Trên tấm thẻ này là chữ cô viết à? Giấy trắng mực đen. Nếu như có cái gì đó có thể giúp đỡ được thì tôi rất vinh hạnh.
Giờ cô muốn từ bỏ hả? Cái này không phải là đã xong xuôi hết rồi sao? Cái này gửi anh, đưa tiền hoa đi. Đủ chưa? Chưa đủ. 300. 300. Ghê thật đấy. Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Đợi đã. Tấm thiệp thủ công này là do cô làm à? Trên đây có mùi nước hoa. Ở đâu ra vậy? Quả nhiên là đến hỏi nguyên liệu. Cũng may sao Sa đã báo cho mình biết trước. Cái thiệp này lúc tôi mua nó đã có mùi hương rồi, tự có đấy. Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Hôm nay không nói cho rõ, cô cũng đừng hòng đi. Buông tay ra, đau quá, nói cho tôi biết. Tính chạy đi đâu? Nè, đừng chạy. Thiên Hãn, có chuyện gì vậy? Em nhờ người đặt hoa cho chị này. Sang Sang, chị Tuyết Tinh, ngồi đi. Em đến không đúng lúc rồi, Thiên Lãng ra ngoài rồi. Em đến là vì chuyện tùy tùng của Thiên Lãng. Chị à, giúp em điền cái đơn này đi. Hoa mà Thiên Lãng thích nhất, thức uống Thiên Lãng thích nhất, điểm tâm Thiên Lãng thích nhất, màu sắc Thiên Lãng thích nhất. Cái này không phải là 4 năm rồi không gặp sao? Cũng không biết sở thích của anh ấy có thay đổi hay không. Chị giúp em thì có ích gì đâu. Thiên Lãng có thể chấp nhận à? Sang Sang à, không phải là chị nói em, em cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa. Không thì Thiên Lãng sẽ bị giành đi mất. Bị ai giành đi hả? Không phải là cái người tên Thanh Linh đó sao? Chị nói Thanh Linh hả? Cô ấy có bạn trai rồi, hơn nữa cô ấy cũng đã đồng ý với em là không gặp Thiên Lãng nữa. Cô ấy đã đồng ý với em là một chuyện, nhưng mà cũng không nói là sẽ làm mà. Lần trước cô ta cùng với Thiên Lãng ở đại sảnh khách sạn lôi lôi kéo kéo, thấy chị tới cô ta liền chạy mất. Nếu mà cô ấy không làm chuyện mờ ám, sao là bỏ chạy chứ? Còn Thiên Lãng em cũng biết, còn Thiên Lãng em cũng hiểu rồi đó. Nó trước giờ không thích lo chuyện của người khác, nhưng nó lại ba lần bảy lượt có theo người con gái đó. Chị nghĩ là bây giờ em nên đi tìm con đường khác đi. Tiền cà phê chị trả cho, chị về trước đi. Đại sảnh khách sạn. Sang Sang, đến rồi à? Tìm mình có chuyện gì? Cậu ngồi xuống trước đi. Thanh Linh, mình nghe nói cậu và Thiên Lãng ở đại sảnh khách sạn công khai ôm nhau. Cậu có phải là bạn tốt của mình không vậy? Sang Sang, cậu phải nghe mình giải thích một chút. Hôm đó mình đến để giao hoa, tình cờ gặp anh ta. Mình và anh ta đã nói rồi, sau này sẽ không gặp nhau nữa. Mình đảm bảo với cậu, chúng mình. Cậu và Thiên Lãng từ khi nào trở thành chúng tôi vậy? Sang Sang, cậu cũng biết mình không có ý đó mà. Cậu tin mình có được hay không? Vậy mình sẽ tin thêm một lần này nữa. Cậu tìm mình chắc không phải vì chuyện này thôi chứ. Cậu ác thì mình cũng không hiền đâu. Mình sẽ tổ chức cho Thiên Lãng một buổi tiệc, trang trí hoa ở hiện trường, mình nhờ cậu đó. Cậu giao cho mình làm hả? Sang Sang à, cậu không hổ danh là chị em tốt của mình. Yêu cậu chết đi được. Lại nữa rồi, cậu có thể lần nào cũng không cần như vậy không? Lấy tôi một cái cà vạt. Được. Để mình dạy cho cậu. Con gái mà thắt cà vạt cho con trai là phải như thế này. Đến gần một chút xíu. Sau đó thì... Mẹ ơi, mình thật sự nghĩ không ra Đoàn Thiên Lãng sẽ có biểu cảm như thế nào. Bình thường cậu cũng nghĩ đến Đoàn Thiên Lãng à? Không phải đâu, không phải lúc nãy cậu nói. Như vậy sao? Giả vờ cái gì chứ, cậu không ngại à? Không phải là cậu cũng có bạn trai sao? Cậu với bạn trai của cậu, cậu cũng không thể nói ra như thế. Cậu mau chọn đi, Thanh Linh. Cái này cũng đẹp này. Lấy cái này cho tôi thử xem. Cô Cúc thật có mắt nhìn.
Cái kẹp này là hàng có số lượng giới hạn, cả thị trường chỉ có 2 cái. Rất là tinh tế. Hay là cho bạn trai của cậu. Mua thêm cái đi, cô ơi. Cái này bao nhiêu tiền? 1888. Mắc quá rồi đó. Đây là rẻ lắm rồi. Nào, giúp tôi gói nó lại. Được. Vậy cũng gói lại cho tôi đi. Để mình xem. Cũng không tệ. Quả nhiên là chuyên nghiệp. Là khách hàng, mình rất hài lòng đấy. Có cô quản lý như cậu, sao mình lại chậm trễ được. Chủ nhân ở đây này. Lúc đó bỏ bức ảnh lên, xung quanh đặt hoa. Yên tâm đi. Bộ hoa bách hợp này rất đặc biệt, khác lúc xưa rồi đó. Đây là loại mới cải tiến. Đến lúc đó, xung quanh nắm ảnh để hoa bách hợp chắc sẽ đẹp hơn nhỉ. Không vấn đề. Nhưng hoa không đủ, mình phải về vườn lấy hoa thêm. Lần trước mình đưa nước hoa cho cậu cũng giống như mùi này. Sau đó lại không thấy cậu dùng nữa. Vì Thiên Lãng đó không có thích mùi hương đó, cho nên mình đã để nó ở nhà không dùng nữa. Vậy cậu về lấy hoa đi, mình đem quà cho Thiên Lãng, lát nữa gặp. Yên tâm đi. Thiên Lãng, gõ cửa chứ, anh phiền quá. Như vậy được rồi chứ. Nè, đây là quà em tặng anh. Chúc mừng anh lên chức tổng giám đốc. Anh không tính tặng lại cho em đâu. Chúng ta miễn có việc đó. Anh có ý gì chứ? Nếu không thích thì bỏ luôn đi. Đoàn Thiên Lãng, anh quý gì đây? Anh quá đáng lắm luôn đó. Có tâm đi lựa đồ cho anh, tặng nó cho anh lại đối xử với em như thế. Anh cũng quá đáng, bất lịch sự quá rồi đó. Cảm ơn. Sau này không cần tặng đồ cho tôi nữa. Em biết là anh cố ý. Đúng rồi. Cái nước hoa của cô mà cô nói là đồ thủ công của nước Ý, đã tìm thấy chưa? Chưa có tìm thấy. Ra ngoài đi, tôi phải làm việc. Gặp nhau 6:30 tại phòng Yến Tiệc. Anh đừng đến trễ, em đã mời rất nhiều người đó. Biết rồi. Xin lỗi, sao lại là cô? Cô không sao chứ? Cô bám đu hoài vậy? Cái đó, tôi đến đây để làm việc mà. Giày của tôi đã bị cô làm bẩn rồi. Đoạn xin. Lúc nãy tôi đã nói xin lỗi với cô rồi mà. Với lại, tôi không phải là ăn xin. Xin lỗi, cô không có chút thành ý. Bảo vệ, tôi không có thời gian cãi nhau với cô. Tôi có thể tự đi, không cần cô. Cứ nghĩ rằng tôi Đoạn Tuyết Tinh mất thế lực rồi à? Tôi mà gặp lại cô, chắc chắn sẽ bắt cô quỳ xuống xin lỗi. Tôi có chuyện gấp, anh tránh ra một chút có được không? Trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Tôi sẽ để cô đi. Là có chuyện gì? Mùi hương ở trên tấm thẻ là ở đâu ra? Không phải là tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi không nói thật với tôi thì hôm nay cô cũng đừng hòng đi. Anh làm gì vậy? Anh buông tay ra đi. Nói cho tôi biết mùi hương đó từ đâu mà có. Tôi nói lại cho anh biết, anh không buông tay tôi không có sáo đâu. Uy hiếp tôi à? Cô muốn tôi phải như thế nào với cô? Chỉ có nguyên liệu thôi mà. Tại sao lại không dám nói với tôi? Y như là ăn trộm vậy.
Sao vậy Sang Sang? Sao lại nổi nóng vậy? Chị Tuyết Tinh, em sai thật rồi. Em cầu xin chị giúp em đi. Sao lại bất cẩn vậy? Chị nói đúng, Hoa Thanh Linh là một con người nguy hiểm. Chị mau nghĩ cách giúp em, làm gì thế nào để cô ta không đi tới đi lui trước mặt của Thiên Lãng nữa. Em đó cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Thiên Lãng thật sự đã thay đổi rồi. Chị phải nhất định nghĩ cách. Em thật sự không thể mất đi Thiên Lãng. Được rồi, chị sẽ giúp em. Nhưng mà em nợ chị một mối ân tình ấy. Chị yên tâm đi, em sẽ nhớ chị mãi. Chị đã nghĩ ra một cách, nhưng mà có chút mạo hiểm. Cả đời này của Thiên Lãng sợ nhất hai điều, trong đó có Hoa Út Kim Hương. Vậy cái còn lại là có Út Kim Hương là đủ rồi. Thế này, em nhờ Thanh Đức tặng cho nó một bó hoa Út Kim Hương. Sau đó chúng ta cùng nhau đợi phim hay. Alo, Sang Sang. Thanh Linh, mình đang tính nói với cậu. Đó là bữa tiệc của mình, tính là không dùng hình nữa, cho nên hoa cũng không cần nữa. Nhưng mà mình muốn đặt một bó hoa Út Kim Hương tặng cho Thiên Lãng. Tối nay cậu giúp tiền trực tiếp đưa cho Thiên Lãng nha. Không phải chứ, cậu bảo mình được gặp anh ta mà. Đây là mình cho phép. Nhưng mà là món quà bí mật mình tặng cho Thiên Lãng, cậu không được nói về mấy là mình tặng. Bảo mình tuyệt đối đấy. Yên tâm đi, không tiết lộ tin tức của khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi. Giao cho mình đi, chắc chắn sẽ cử đúng giờ. Nhìn hình của Thiên Lãng rất hợp với em. Thật sao? Thật đấy. Hy vọng là bữa tiệc này anh ấy sẽ thích. Chắc chắn rồi. Thiên Lãng đến rồi. Đoàn tổng. Vinh hạnh được gặp mọi người rồi. Đoàn tổng, rất vinh hạnh. Đoàn tổng rất muốn ném bom qua kia. Sao ghen dữ vậy? Nhìn vào biểu cảm của Thiên Lãng, không có thích cho lắm. Mọi người cứ nhìn tin vào nhé. Uống nhiều xíu nhé. Nếu như mà em ghen, vậy thì nên suy nghĩ về cái cô Hoa Thanh Linh kia hơn. Chừng nào cô ta tới, em đã gọi điện thoại rồi. Cô ấy đã đến bãi đổ xe rồi, lát nữa sẽ đến. Chị à, chị có thể qua kia giải về cho anh ấy không? Yên tâm, tin rằng sau này sẽ có cơ hội hợp tác các vị à. Thật ngại quá, tôi và đoàn tổng có chút việc, thất lễ rồi. Chúng tôi có chút việc, xin lỗi nhé. Được. Thiên Lãng, em chuẩn bị bữa tiệc này anh có thích không? Rất tốt. Chỉ là tôi không thích kiểu tiệc tùng này. Tôi đi trước đây, anh không thích sao? Chị, nóng quá. Chị nói Thanh Linh sắp đến rồi à? Hoa Út Kim Hương không có nguy hiểm gì chứ? Tin chị đi, không sao đâu. Đoàn Thiên Lãng. Thiên Lãng giận rồi. Cô muốn làm gì? Đoàn Thiên Lãng, là tôi đến đây để tặng hoa mà. Kiến nhận đi, cô được quá đáng. Đây là quà tặng cho anh. Biến đi. Đoàn người của anh bị sao vậy? Nắng mưa thất thường, ban nãy còn khá, bây giờ thì lại nổi nóng. Cầm lấy. Biến.
anh làm như vậy, người ta có lòng tốt, không xem người ta ra gì hết. Anh sao vậy? Không sao chứ? Người đâu? Thiên Lãng, Thiên Lãng, không phải sao chứ? Thiên Lãng, Thiên Lãng, người tránh ra cho tôi. Thiên Lãng à, Thiên Lãng, tỉnh lại đi. Thiên Lãng, Thiên Lãng, tỉnh lại đi. Thanh Linh, xảy ra chuyện gì vậy? Sao cô lại khiến cho anh ấy như thế? Thiên Lãng à, tỉnh lại đi Thiên Lãng. Ai cho tên lừa đảo này vào đây? Nếu con trai của tôi có bệnh hoạn gì thì tôi sẽ cho cô ngồi tù luôn đấy. Mau đưa nó đi bệnh viện. Thanh Linh, mình nhờ cậu tặng hoa, sao lại ra nông nỗi này? Sang Sang à, đúng là thành công thì không thấy, chỉ có thất bại. Sang Sang, có mẹ thật tốt, nhớ mẹ quá. Mẹ cũng sẽ nhớ mình chứ. Alo, bà nội. Thanh Linh ơi, khi nào con mới về nhà? Con đã về nhà rồi, con ở ngoài cửa. Mau vào nhà đi, bà đợi con cùng ăn tối đi. Đúng, mình vẫn có bà nội. Có bà nội mình cũng rất hạnh phúc. Thiên Lãng à, được rồi, được rồi. Sang Sang, Thiên Lãng sao không có chuyện gì đâu? Hay là con phải nghỉ ngơi đi. Tuyết Tinh, đưa Sang Sang về đi. Chú Đoàn à, được rồi, Sang Sang đi thôi. Thiên Lãng không sao đâu, đi thôi. Chị Tuyết Tinh, Thiên Lãng thật sự không sao chứ? Chị có kế hoạch rồi, Thiên Lãng thật sự không sao đâu. Tin rằng sau này Thiên Lãng sẽ nhìn rõ bộ mặt con Thanh Linh, chắc chắn gặp nó sẽ đi đường vòng. Bất kể như thế nào, mục đích của em cũng đã đạt được. Tin chị đi, ngày mai Thiên Lãng chắc chắn sẽ hồi phục. Thang máy đến rồi. Được rồi, được rồi, em sẽ trước đi. Có chuyện gì chị phải gọi cho em đó. Được rồi, chị biết rồi, em về đi. Tuyết Tinh, Sang Sang về rồi à? Bây giờ Thiên Lãng cũng đang khá ổn định, con cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Tiệc của Thiên Lãng trở thành show cá nhân của cô. Chúc mừng cô, nhờ có cơ hội này tạo dựng một hình tượng tốt đẹp của mẹ ghẻ, để ngồi vững vị trí của nữ chủ nhân. Cô cũng phí tâm quá nhỉ. Con vẫn chưa ăn tối phải không? Cô đã nhờ bà Lan nấu cho con rồi đó. Con mau về nhà ăn đi. Cảm ơn. Nên làm bà, tôi không nói về bữa ăn tối. Lúc nãy thấy cô đánh người, vào thời khắc đó tôi thật sự phải cảm ơn dì rồi. Cảm ơn mười mấy năm nay không có ra tay đánh tôi. Cả đời tôi sợ nhất mấy người bề ngoài dịu dàng, trong lòng thì ngược lại hoàn toàn. Cũng đúng, nếu không cũng không làm ra chuyện bỏ nhà bỏ con. Tuyết Tinh, tôn trọng dì Nam xíu đi. Còn đừng quên, đây là bệnh viện. Ở bệnh viện cũng được tự do ngôn luận. Con nhìn con xem, giống như bà chằn, ai lại dám gây với con? Chính Hòa. Đúng, con là bà chằn, con là quá dư thừa, vậy nên con không quan tâm nhà ba người các người nữa. Chấp với nó làm gì chứ? Hôm nay tâm trạng của nó không tốt, nhưng em xem nó đi. Sao cô lại đến đây? Xin lỗi, tôi đến là muốn nhận lỗi. Không cần, chúng tôi làm việc theo trình tự pháp luật. Cô đi đi. Đưa tôi à? Cô lại muốn gì đây? Tôi xin lỗi, là do tôi không tốt. Đoàn Thiên Lãng bây giờ thế nào rồi? Nhờ phúc của cô mà nó vẫn còn nằm trong bệnh viện đó. Vậy tôi có thể đi thăm anh ta không? Đối diện với đó cũng muốn làm gì đây? Cũng tại cô mà Thiên Lãng nhập viện nhiều lần. Nếu như cô dám xuất hiện trước mặt Thiên Lãng nữa, tôi bảo đảm là cô sẽ như nó. Cô, bảo vệ,
dọn dẹp chỗ này, dọn cả cô gái này nữa. Sao cô có thể nói như vậy? Xin lỗi, là cô quản lý này. Tôi vất vả đưa qua đây cho cô mà. Tiên Lãng, cái phần tài này là sao? Chị thật sự không hiểu. Em không muốn thấy nó nữa. Như vậy mới phải. Cô y tá, bệnh nhân ở đây đâu rồi? Anh ấy đã xuất viện rồi. Cái này chắc là của anh Đoàn, quên mang về. Để tôi đưa cho anh ấy. Được. Thanh Linh và Tiên Lãng, hai người đã làm gì sau lưng tôi? Bác sĩ không cho em xuất viện, em lại xuất viện. Em muốn chống đối gì hả? Tiên Lãng, đừng nói nữa, em gõ cửa rồi. Chị Tuyết Tình, chị cũng ở đây à? Xem ra chị không nên ở đây. Thì chị đi đây. Tuyết Tình, chuyện công của chúng ta vẫn còn chưa nói xong mà. Sang Sang, tôi đang làm việc. Xin cô sau này đừng tùy tiện đến tìm tôi. Em đến để đưa đồ cho anh. Nè, anh đừng quên cái này. Vậy hai người làm việc đi, em đi trước đi. Sang Sang, em đừng để ý tính tình của Tiên Lãng như thế. Em cũng đừng buồn. Đi theo chị. Sao không thể nào bỏ được vậy? Mình nói thật, mình không hiểu nổi. Sao cậu lại làm cho Đoàn Tiến Lãng vào bệnh viện nữa? Cậu xem bình thường, cậu cũng dễ ưa. Sao mà vừa gặp Đoàn Tiến Lãng lại thay đổi như thế? Mình vẫn luôn muốn xin lỗi anh ta, nhưng mà người nhà của anh ta không cho mình vào. Nếu như mình là gia đình của họ, cũng không cho cậu vào đâu. Lỡ như xảy ra chuyện gì nữa, ai chịu trách nhiệm đây? Nhưng mà mình thật sự không có làm gì hết. Mình chỉ giao cho anh ta một bó hoa. Em có biết lúc trước ba mời chị Thiên Lãng một gia sư đại học là Khương Nhiên hả? Cũng đẹp lắm phải không? Lớn hơn Thiên Lãng một ít tuổi. Thiên Lãng lúc ấy mới tuổi thanh xuân, rất thích Khương Nhiên. Sang Sang, chị chỉ muốn nói một đề tài cấm kỵ của Đoàn gia. Thiên Lãng từng bị Khương Nhiên bắt cóc. Sao lại như vậy? Qua sự việc đó, Thiên Lãng đối với người khác giới đều rất kháng cự. Nó không phải là không thích em, mà là đối với mọi đứa con gái đều rất lạnh lùng. Sang Sang, sở dĩ hôm nay chỉ nói với em bí mật này là hy vọng em được cứu trách nó, hiểu cho nó. Cho dù Khương Nhiên cuối cùng bị vào tù, nhưng mà vết thương của nó còn chưa lành. Đợi nó mở lòng rồi, có lẽ sẽ bị cảm động thôi. Cảm ơn chị Tuyết Tinh, chị đã nói với em nhiều như vậy. Sau này em sẽ đối xử tốt với anh ấy hơn. Chỉ còn một chuyện, cái căng tay là sao vậy? Em đến bệnh viện, y tá đã đưa em, đó là của Tiên Lãng để quên. Ngốc quá đi, cái đó là của Tiên Lãng cuối để lại đó. Sao em lại đem về cho nó? Chứ căng tay đó là của Thanh Linh, em không biết sao? Em biết chứ, nhưng mà em không có nghĩ nhiều. Em tưởng rằng chỉ nghĩ là họ có lẽ sẽ đi lạc vì cái căng tay này. Với Tiên Lãng để chị lo, nhưng mà Thanh Linh chị lo không được. Với Thanh Linh để em lo. Người thừa kế tập đoàn chính thái Đoàn Tiên Lãng chính thức lộ diện. Vô tình bất xỉu là cố tình gây chú ý sao?
2133. Đâu? Có. Ra đây.